báo giá rẻ. Đấy, một số mẫu thì nó là hàng bom, một số mẫu thì nó là hàng bên em không kinh doanh nữa. Rất nhiều mã, có những mã dưới 400.000. Xin chào cô chú anh chị trở lại kênh YouTube của cửa hàng điện máy Teo. Đấy, thì video ngày hôm nay sẽ lên cho mọi người rất nhiều cái dòng máy báo giá rẻ. Đấy, một số mẫu thì nó là hàng bom, một số mẫu thì nó là hàng bên em không kinh doanh nữa. Rất nhiều mã, có những mã dưới 400.000, cực kỳ nhiều sự lựa chọn luôn cho mọi người đấy. Thì em sẽ đi theo từng mã cho mọi người nhá. Đầu tiên nó là con vít trượt, con này nó là hàng giá rẻ. Ngày xưa lúc mà nó chưa về ấy, lúc mà chưa về thị trường, chưa ai làm cái dòng vít trượt 16,8V ấy, thì con này nó làm đầu tiên. Đấy, thì lúc ấy giá của nó rơi vào tầm 450, thì bây giờ nó về rất là nhiều rồi. Anh em để ý xem đúng không? Drama, Macan, Hukan, gần như là Akuza, gần như hãng nào cũng có cái dòng mà vít trượt 16V này. Đấy, con này là vít trượt 16V, nó có thể sử dụng pin của Hukan, pin của Akuza, của Navara, nói chung là chân khá là thông dụng này. Con này là đấy, động cơ không chổi than nhé, có 23 cấp trượt, một cấp khoan. Đấy, con này thì anh em lên kênh điện máy Teo, kênh YouTube đấy, bấm vào cái phần video ngắn đấy là con này đứng đầu này, 20 mấy nghìn view rồi, hồi đấy nó cực kỳ hot luôn. Đấy, thì bây giờ chẳng qua là nó nhiều mã, nhiều đơn vị làm quá thì giá nó loanh quanh tầm 400 mấy 400 450 đúng không? Drama nó 450 thì cũng có xả Drama này, giá là 390 nhá. Đấy, anh em nhìn form thì thực ra nó như nhau thôi mà, hàng thì nó hàng nó đặt thì nó cơ bản nó như nhau thôi. Đấy, chẳng qua là khác hàng này có hiệu thì anh em mua cảm giác là yên tâm hơn thôi. Đấy, nhưng mà đối với cửa hàng điện máy Teo thì những cái sản phẩm như này, linh kiện bảo dưỡng bảo thay thế nó cực kỳ nhiều luôn. Đây anh em nhìn xem, hai con này chả khác gì nhau mà chênh nhau 40, coi như anh em mua cái bảo hiểm. Mà thực ra Drama này đây là mình bán rẻ bởi vì mình còn có 3 con thôi, mình còn có 3 con Drama 16,8V, con vít trượt này thôi. Đấy, thì bán rẻ cho anh em. Đấy, con này hàng nội địa của nó, tem nội địa thôi, giá là 350, con này của Drama là 390.000. Thân máy chưa có pin sạc và chân pin của nó rất là thông dụng. Đấy, anh chị nào mà chưa chắc chắn ấy thì cứ chụp ảnh gửi qua Zalo giúp em. Đấy, mã số 01 màu trắng, mã số 02 là màu đỏ nhá. Tiếp theo là mã số 03, thì con này thì thực sự bán rất là chạy luôn. Từ ngày mà nó về em cân đối lại về giá tốt cho anh chị. Đấy, con này nó là mài góc của thương hiệu Hukan, con này mài góc cốt 100 này, mã của nó là K14. Mọi người check giúp em là K14, bây giờ giá niêm yết nó phải rơi tầm 450, và cái vỏ của nó là vỏ màu vàng, hơi vàng vàng. Đấy, thực ra là nó thay vỏ thôi, nó sơn lại vỏ thôi, chứ còn về ruột nó y như trong. Đấy, chính vì thế cho nên cái mẫu này em bán nó hơi chậm. Đấy, thì hầu hết thì lên video thanh lý cho anh chị giá 350.000, cực kỳ rẻ luôn. Nói chung ruột thì nó như nhau thôi mà. Đấy, nó chỉ khác cái là lô này thì date của nó date đầu 2023, chứ còn tầm giữa 2023 là Hukan họ làm lại cái vỏ này, họ thay cái màu kết hợp giữa màu đen và màu vàng. Đấy, thì nó khác một tí thôi. Con này hàng chính hãng Hukan, bảo hành 6 tháng. Đấy, công tắc đôi đây, hai cặp chổi than ở đây. Đấy, trong bộ này là cũng có đầy đủ hết ấy. Không biết là có chổi than không nhỉ? Hình như là có đấy, hình như có đấy. Nắp đã bảo vệ, tay cầm chốt khóa, dây đồng 100%, mà cái màu đen này đi làm công trình rất là đẹp luôn. Dùng gia đình thì hàng công ty, mua cửa hàng bên em quá yên tâm rồi. Hukan thì không dám gọi là nổ thôi, nhưng mà em là một trong những đơn vị online nhiều nhất của Hukan ngoài Bắc này. Đấy, 350.000 của Hukan nhá. Mã số 03, mã số 04. Đây, vẫn là một cái hàng nó luôn là quá hot trong tháng 10 luôn. Hàng này đây, quay cho đây cho anh. Đây, hàng này thì em lấy hai thùng. Em lấy em hai thùng đợt trước tháng 10 ấy, là được giá tốt, chứ bây giờ đang vào mùa bán đèn ấy. Đấy, thì thanh lý cho anh chị 3 này. À, 4 x 3 12, 12 cái đèn thanh lý nốt cho anh chị giá là 290.000. Đây là thân đèn chưa có pin sạc nhá. Con này nó là đèn chân pin phổ thông. Đấy, chân pin phổ thông và đèn của nó là đèn gần như là sáng nhất rồi. Hukan bây giờ nó về cái đèn 70 bóng, nhưng mà đèn đấy nó tốn pin kinh khủng luôn. Nó ăn dòng 2A cho nên là em không bán đâu. Tại vì 2A bây giờ mà anh chị dùng quả pin 4A thì dùng được khoảng hơn 2 tiếng là hết pin rồi, đúng không? Trong khi cái thằng này nó ăn dòng có 1.1A, 4 tiếng thì dùng được 3 tiếng rưỡi. 3 thì dùng 4A dùng được 3 tiếng rưỡi. Đây, nó có 3 giải bóng led này, ở dưới là một giải rất là sáng luôn. Có những cái anh ở miền Trung rồi vừa rồi đang mưa lũ ấy, hay là mất điện hay sao ấy, mua của em một lúc 3 cái này luôn. 3 cái này rồi hai quả pin. Đấy, hai quả pin 6A luôn. Đây, hai quả pin này luôn. Anh mua là quả này, đèn này 290, giá cực kỳ rẻ rồi, rẻ hơn các bên khác 30.000 rồi. 30.000 của 320 là 10% đấy. Mọi người nhìn số thì nó ít, nhưng mà nhìn tỷ lệ nó nhiều đấy. Bên em đang bán rẻ cái mã này là nói luôn là rẻ.
Đấy, ví dụ như anh chị mua một cái này này, mua một quả pin này, tặng sạc luôn cho anh chị, đấy, sạc ngon luôn cho anh chị nhá. Cái pin này là pin 6A của Drama, pin 20 cell, rất thích hợp dùng đèn. Thực ra nó hơi dư một tí tại vì con này pin của nó là pin xả cao đấy, trong khi em khuyến khích anh chị là dùng đèn thì chúng ta dùng pin xả vừa vừa thôi, quan trọng là dung lượng. Đấy, dung lượng con này thì rất là ok rồi. Đấy, anh chị mua là các cái chương trình thân kèm với cả pin Drama này sẽ tặng cho anh chị một cái sạc nhá. Đấy, cái này là mã số 04, đèn sáng nhất của Hoka, giá là 290.000, thân đèn chưa có pin sạc. Đấy, mã số 05, đây là em vẫn đang báo giá các mã mà dưới 400.000 nhé. Có một cái mã rất là hay này, cái mã nào em bảo còn một thì còn một nhé. Mã vừa rồi là còn khoảng 10-12 cái đấy, cộng với cái mẫu là 13. Đây, con này thì nó là khoan có chổi than, có chổi than nhé. Anh chị nghe nhìn cái giá này đúng không, 400.000 quá là rẻ đúng không. Đấy, 400.000 thì ví dụ như những cái dòng này thân máy chưa pin đã 550 rồi, ở những cái dòng nhỏ nhỏ như này thân máy của nó cũng 550 rồi, thế 400.000 thì tại sao nó có pin, bởi vì nó chạy động cơ chổi than cho nên nó mới rẻ như thế. Đây, hai pin một sạc của Drama, à của Macan này, có thêm một số cái phụ kiện mũi vít đầu khẩu rồi mũi luồn lách trong các thứ ấy. Đấy, chổi than này, đấy, 400.000 nó quá rẻ, mua về chế cháo. Mà làm thạch cao người ta thích dùng con này đấy, đừng tưởng thợ là không dùng con này đâu, thợ chính ra dùng con này rất nhiều, nhất là anh em làm vít nhẹ, tại vì thạch cao chúng ta đòi hỏi cái cò điều tốc, mà cò điều tốc của máy không than giá rẻ là không ngon bằng cò điều tốc của máy có than đâu. Cái đấy khẳng định luôn, là anh chị nào đã dùng, đã trải nghiệm về cái cò rồi thì mới hiểu cái đấy. Mã số 05, 400.000, hai pin một sạc hộp đựng như này, không phải là thân máy đâu. Thân máy thì em sẽ nói là thân máy. Đây, mã số 06, con này thì nó là hàng mẫu, hàng chào đây này. Nó có tem luôn này. Đây, hàng 600.000, hàng chào của bên cho em thì em cũng không làm, tại vì em đang làm cái con cưa xích của Drama rồi. Đây nhá, một xích nhá, một lam nhá, một tô vít, một sạc nhá. Con này lại không có pin là tặng sạc. Giá thanh lý cho anh chị 400.000, hàng mới này, nhìn này, vỏ này, chúng nó dán tem Navara, không biết chả phải hàng Navara không. Đấy, 400.000 nhá, có thêm một cái sạc cho anh chị này. Đây, các cái chi tiết các thứ chưa có, gọi là chưa có đã dùng đâu, đã ai dùng cái quả này đâu. Đấy, hàng nó về mẫu này xong cái là Drama nó về thôi, chả buồn làm nữa. Đấy, cắt cành 400.000, chưa pin sạc nhá, chưa pin có sạc, tặng luôn cái sạc này, giá 400.000. Đấy, có cái hộp luôn, hàng rất là rẻ rồi. Đấy, đây là mã số 06 nhá. Tiếp theo, à, mã số 6 này, một số con thì giá rất hời luôn. Mã số 06 đó là chuyên vít của Hukan. Con này là chuyên vít đời trước, đời năm ngoái. Năm ngoái Hukan ra con này. Sau đầu năm Hukan ra con 1033 cũng không thành công. Đấy, bây giờ sau đấy họ ra con này, con CV230, và sau đó họ lại ra cái con 173. Đấy, thì con này đời từ năm ngoái. Đấy, 150 N. Điều chỉnh tốc đây, cái form của con này là form compact, form rất là ngắn luôn. Đấy, giá ngày xưa của nó phải rơi tầm 740, thì thanh lý cho anh chị hàng mới, con này là 550. Đấy, cứ tưởng buôn hàng kim khí hay hàng máy móc không lỗ đi, nhưng mà năm nay là cứ hàng OEM Trung Quốc nó gần biên giới mà thông biên giới nhiều quá. Đấy, đúng không, cứ sợ chúng nó chặn biên, đặt cái nó có hàng, đặt cái nó ra mẫu mới luôn, cho nên là hàng mà bán chậm là chỉ có lỗ thôi. Đấy, nhưng mẫu này là mẫu gọi là chả có lỗ gì, nó chỉ có lỗ thời thôi, mà thực ra cũng chả phải lỗ thời đâu, vẫn rất nhiều anh chị dùng những con như này. Đấy, nó vẫn rất ngắn nhá. Đấy, tất nhiên so với 230 thì nó không ngắn được như thế rồi, nhưng mà càng ngắn thì càng nóng, cái đấy là thừa nhận rồi. Đấy, mã số 0506 nhá, chuyên vít một EC150, giá 550 cái thân, chưa có pin sạc. Cái mã số tiếp theo đó là 07, con này thì nó là hàng mới 100%. Đấy, trước đây Hukan limit giá là 980, nhưng mà có cái tặng cái quạt 250 ấy. Đấy, tặng quạt mini đây, em quay sang kia cái thùng AV kìa. Đấy, đấy, cái quạt đấy, cái quạt nhỏ nhỏ đấy thì là 250, thì em trừ thẳng cho anh chị luôn. Anh chị nào thích quạt đấy thì vẫn 980, trừ thẳng giá cho anh chị luôn là 730.000, hàng mới 100%. Đấy, con này là thân máy chưa gồm pin sạc nhá. Đấy, tay cái dây đeo lập dập logo Hoka này, hộp đựng đàng hoàng, hộp cắt tông đàng hoàng. Đấy, logo dập nổi này. Con này thì tua rất là nhanh luôn này, có đầy đủ cái tính năng, ví dụ bắt vít sắt mỏng này. Mà em có video bắt tỷ lệ rồi đấy, tức là tỷ lệ của nó tương đối cao, có những con gọi là 10/10, 10 con vít thì dừng cả 10, đấy, chứ không phải là bắt một nửa dừng một nửa đâu. Em có một cái chia sẻ nhé, tức là con này thì độ mượt thì nó sẽ không bằng đét tông, tại vì cái form này đét tông nó về đến lô thứ 6 đến lô thứ 7 rồi, đấy, trong khi Hukan đây là lô đầu tiên. Đấy, nhưng mà lô đầu tiên của hàng Trung Quốc thì vẫn rất là chất lượng. Đấy, và chắc chắn một điều như này, đấy, Hukan thì nó không mượt bằng con đét tông, tại vì đét tông nó về lâu, nó có thời gian để cải thiện rồi. Nhưng có một cái chắc chắn đó là linh kiện mạch
của con này, của Hukan sẽ rẻ hơn rất nhiều so với linh kiện của Denton. Cái đấy anh chị nào mà đã thay thế, đã bảo hành Denton kiểm chứng giúp em. Chắc chắn luôn là nếu mà linh kiện Denton giá bao nhiêu chẳng hạn, giá 5 đồng thì con này chỉ giá 2 đồng thôi. Mà linh kiện vẫn y hệt như thế luôn, đảm bảo cho mọi người nhá. CVFS 230 giá thanh lý 730.000 là thân máy chưa có pin sạc, trừ lạc luôn cho anh chị, đúng giá luôn. Đấy, nhiều bên bán con 1.8 triệu, tặng con 1.3 triệu, bảo là bà ông bán cho tôi con kia 500 đi, con hàng chính 500 đi, bên đây có dám bán đâu. Em trừ lạc luôn cho anh chị, không phải nói nhiều, đúng không? Con số 8 này. Số 8 này đó là con khoan Hukan Z1600. Con này thì video trước thanh lý là 900 rồi, nhưng mà tự nhiên lòi ra một con, nó để ngoài hay sao đây này, nhìn cái chấu của nó hơi bị han gì. Chấu nó hơi han gì, để ngoài không bọc ấy. Đầu nó hơi bị han gì một tí thôi, thì nhìn ngoại hình thì vẫn rất là đẹp. Giá thanh lý cho anh chị là 800 nhá, không pin sạc. Đấy, không pin sạc, anh tặng cho anh chị thêm một cái túi vải của Hukan, không pin sạc, không tay cầm. Đấy, con này động cơ 100 N, động cơ nguyên khối, mã số 08. Còn con này còn duy nhất một con nhá. Đấy, nói trước là con vĩ con cơ xích là một con này, con này còn một con này, con CV230 của Hukan còn hai con này. Đấy, anh chị nào mà nhanh tay bấm ngay chuông thông báo ấy. Đấy, có lên video 7:30 hàng tối, chốt ngay là còn hàng. Đấy nhá. Mã số 09 này. 09 thì con này nó là chuyên vít 16.8V của Hukan. Con này nó rẻ bởi vì nó ra mẫu mới. Đây, hàng của nó đây. Đấy, em còn hàng, con này còn phải vài con. Nó ra cái mẫu mới. Mẫu mới của nó đây thì thân nó là 620 nhá. Thì thân con này đang giá từ 609, phải giảm về 550 để bán ra. Đấy, tại vì bây giờ Hukan đặt được con này giá quá rẻ rồi mà lại có chỉnh tốc nhá. Con này có chỉnh tốc này. Đây. Đấy, nó hơn cái là có chỉnh tốc và có ngậm vít nhanh thôi. Chứ còn độ khỏe thì không chênh nhau nhiều đâu. Đấy. Mà màu vàng này mới đúng là màu truyền thống của Hukan. 550.000 pin, có thể sử dụng pin của khoan pin XC5. Khoan pin của rất nhiều cái đơn vị Hukan, Akuza các thứ, là trùng, Drama là trùng nhá. Đây, mã số của nó là 09. Thân chuyên vít Hukan 550.000. Cái mã số 10 này, con này nó là hàng trưng bày Hukan Z3 Pro. Đấy, con này thì có cái là tay cầm của nó, cái phần cơ này của nó đang hơi bị làm sao ấy. Hàng trưng bày. Đây, xoáy nó chưa chặt. Đấy, xoáy chưa chặt. Thì về anh chị tháo ra, anh chị xoáy lại cho em. Đấy, con này giá của hãng là 1.250.000 cái thân. Thanh lý cho anh chị 990.000 cái thân. Bao ship luôn cho nó nhanh. Thân vẫn còn nguyên như này. Mũi thì chắc là bỏ ra dùng rồi. Đấy, còn hộp đựng như này. Còn cái thước đo như này. Có một cái tay cầm này là phần cơ thì mọi người tháo ra, mọi người vắt lại ốc là được ngay mà. Đấy, mã số 10. Thân bê tông Z3 còn đúng một con. Giá là 990.000 nhá. Mã số 11. Con này thì nó là bu lông sót lại của bên em. Đấy, bây giờ nó ra đời cũng khá là cao rồi. Đó là X1 IMP. Thì con này là X1 Pro. Đấy, giá X1 Pro ngày xưa nó phải rơi tầm 1.4 triệu, 1.450 triệu. Đấy, nhưng mà nó có hai quả pin, một quả 10 và một quả 15. Thì cũng bị mất đâu quả 15 rồi. Để cho anh chị hai quả 10. Giá là 1.1 triệu nhé. Hai pin một sạc, pin 10 cell. Pin này của Hukan thì không được 5A đâu. Tại vì ngày xưa là cái dung lượng pin của Hukan không chuẩn lắm đâu. Đấy, con này hết pin chưa sạc. Đây, chỉnh tốc này. 1.1 triệu quá rẻ luôn. Đầu bu lông rộng nhá. Đấy, cái con X1 này thì rất nổi tiếng của Hukan rồi. Hai pin 10 cell, một sạc. Bán luôn cả bộ 1.1 triệu bao ship cho anh chị. Quá rẻ rồi, đúng không? 15 cell kia thì chắc là dung lượng thêm 1 chấm thôi. Tại vì pin Hukan những cái đời như này em không đánh giá cao. Ngày xưa em bán ít lắm, đa số bán thân thôi, sau tự mình đóng pin. Đấy. Tiếp theo nhá. Mã số tiếp theo là mã số 11 này. Mã số 12 này. Mã số 12 thì con này nó là hàng gọi là cũng chả biết giải thích như nào. Nhưng mà anh thì anh mua con này xong anh lại đổi. Thế là cho nên là hoàn về, hoàn đi hoàn về, gửi đi gửi lại các thứ thì hơi mất công. Đấy, con này thì nó là chuyên vít của Drama. Giá mới của con này là 1.180.000, thanh lý cho anh chị con này đâu rồi? Giá là đâu rồi? 950 à? Phải không? 950. Đúng không? Giá 950, con ghi rồi. Ô, 950 cho nhanh. 950. Con này anh chưa dùng, mọi người nhìn này, chưa dùng. Tại vì con này anh mua về nhưng mà anh chưa đi làm. Tại sao anh lấy ra, anh lại thích cái con mà màu trắng của Drama. Cái con cái con mà đỏ đỏ ấy. Con đỏ đỏ, đây này. Đây này, anh ấy thích cái form này. Và giá con này 1.2 triệu thôi. 1.2 triệu thôi, con này 1.180. Thì anh thích cái form này, anh đổi. Thì thôi thì cũng gọi là hàng đã có một người cầm rồi, ngoài em rồi. Thì thanh lý cho các bác 950, hộp nó hơi nát tí thôi, bỏ hộp đi nhá. Đấy, hai pin một sạc, pin Drama. Đấy. Chứ còn hàng mới nguyên hộp của nó là 1.180 triệu đấy.
không có cái giá này đâu, giá 9,5 này là giá thanh lý đấy. Vẫn có túi vải này đây, cái hộp này thì nó bị rách rồi. Em gửi cho bác đây một lần, bác ấy đóng hàng bác gửi lại thì bác ấy không biết đóng, tại vì bác không phải là bán hàng. Thì bác gửi lại cho em thì hình thức nó như này đây. Đấy, thì là 9,5 nhá. Cái mã số tiếp theo, mã số 13. Con này nó là bu lông to của Drama nhá, mã là 5598. Con này lúc mới ra nó là 720, nó mới ra được tháng thôi. Nhưng mà em còn hai con em thanh lý nốt, tại vì em cũng ít khi làm bu lông to lắm. Anh em để ý em xem, em toàn làm bu lông kiểu đầu rỗng thôi, chứ bu lông đầu to như này ít làm lắm. Anh em mà dùng con này ấy, sửa xe, xe tải vừa vừa, sửa xe máy ok luôn. Đấy. Con này búa của nó cực kỳ to luôn, cái form này rất nhiều bên bán, người ta phải bán trên 700 cái body. Đấy, con này thì tem hàng bu lông Trung Quốc, OEM thì chả có con nào chuẩn tem đâu, kể cả đế tông. Đấy, nó ghi 1280 new nhưng mà em nghĩ thực của nó chắc loanh quanh tầm 700 new. Đấy, đầu bu lông của nó là đầu bu lông đặc chuyên về bu lông nhá. Giá thanh lý số lượng hai con là 750.000. Hàng đi nhanh chứ còn thực ra em không bán cái phân khúc gọi là bu lông to mấy đâu. Đấy, tiếp theo. Mai của hook mai của Drama nhá, mã số 14. Mai này của nó là rẻ nhất của Drama rồi. Giá là 450.000. Đấy, và con này lắp với cả pin 20 cell. Hợp lý nhất rồi đúng không? Lắp không chặt lưỡi là hợp lý nhất rồi đúng không? Con này thân 450 nhá. Và con này pin là 600, sẽ tặng cho anh chị một cái sạc. Tổng của nó là 1.050.000 và tặng cho anh chị một cái sạc 2A như này. Đấy, tại vì đang dư thân này nhiều. Pin này thì bán thoải mái luôn, giữ giá cực kỳ luôn. 600.000 6A 61V 20 cell mọi người nhá. Đây, mã số 17 đây. Mã số 16 đây, đó là con Drama 5221. Con này là khoan đầu 10 ly, không chổi than. Đấy. Động cơ không chổi than, đầu 10 ly, đầu biscuit. Có một viền đỏ rất là đẹp này, đấy, đầu sắt và không chổi than. Con này tua tốc nhanh, dùng rất ổn định luôn. Nói chung là những dòng này nó thiên về ổn định chứ nó không thiên về tua cao hay là có búa làm gì cả. Đấy, con này thì thân máy chưa pin sạc là 450 nhá. Mỗi lần lên video là bán con này rất là nhiều rồi. Đấy, tại vì dòng 10 ly anh chị cần những con như này, cần những con ổn định như này, thay vì tốc nhanh, thay vì là nhiều chức năng làm gì cả, đúng không? Thế còn anh chị biết mà con Detong đúng không? Detong mà con 55 new của Detong ấy mà tua 1700 vòng, biết giá của nó 9,9 đúng không? Đấy, 1700 vòng giá đấy thì nó mới hợp lý. Chứ bây giờ có 450 mà anh chị đòi tua hai cao không giải quyết được gì cả. Đấy nhá. Tiếp theo này. Marula. Đấy, thân máy con này chân phổ thông. Giá 640.000, rất là rẻ luôn. Đấy, thương hiệu của Hukan. Con này thì form truyền thống, nó sẽ bắt vít nhiều, nó sẽ đơ nóng hơn là con các con 173. Đấy, pin Hukan này, thanh lý cho anh chị này. Mã số 18 này, 300.000. Đấy. Con này thì là pin từ đời trước của nó rồi. Đấy, con này tem thì 3 nhưng mà đo ra chắc được tầm 2,2A. Đấy, giá của nó 300.000 nhá. Ơi, nốt cho mọi người một số cái mã này. Tosen này, Tosen thì giờ bây giờ em là không kinh doanh nữa rồi. Tại vì trước là định làm thêm phụ kiện nhưng mà sau bán nó kiểu như là nó không ra được hàng ấy, thì thôi, về tập trung về làm máy thôi. Đấy, thì có hai loại găng tay của Tosen nhá. Hai loại găng tay của Tosen thanh lý giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn. Đấy, con này mã của nó là 45044, con này là găng tay cơ khí, giá là 220. Đấy, còn con này nó là mã là 45047. Đấy, găng tay cơ khí thanh lý giá là 299. Đấy, con này cực kỳ chất lượng luôn. Giá thị trường với tầm 340 nhá. Đấy, tiếp theo là một cái kéo gắt cành của Tosen này. Ủa, em bây giờ nếu mà thanh lý những cái hàng kim khí này nhiều lắm, anh chị cứ để ý kênh ấy, bấm follow, bấm đăng ký ấy, nhiều cực kỳ luôn mà phải thanh lý giá rẻ, tại vì không có sức mà làm ấy, nói thật luôn. Đấy, con này kéo gắt cành của Tosen thị trường bán nó phải bán tầm 125-130.000, thanh lý cho anh chị là 99.000 luôn. Đấy, con này là 220 phân, đường cắt lưỡi cắt là 65mm. Đấy, cắt được rất nhiều vật liệu luôn. Con này nó là Tosen về kim khí thì không phải chê, nói thật là chỉ không sợ không có tiền mua mũi Tosen thôi. Tại vì em bán phân khúc hàng rẻ mà. Đấy nhá. Hai con khoan 16V mới. Con này là của Camro, giá 750, giá rất rẻ rồi. Hai pin một xẻ không thể xài rẻ hơn nữa rồi. Đấy, con này là đầu sắt nhá, có khóa trục. Đấy, pin chân phổ thông rồi. Đấy, có khóa trục nhá. Một số dòng mà tầm 700 là chưa có khóa trục đâu, mọi người phải lưu ý cái đấy. Đấy, tiếp theo này, mã này này. Nó rất là rẻ rồi. 800.000. Cái đầu này đúng không? Mọi người mua một số bên là bán phải tầm 950 một triệu thôi. Đây, rút đầu ra lắp vào. Đấy. Yên tâm, cái này là phần cơ nhá, cho nên là không sợ nó lỗi gì đâu. Nó chỉ là phần cơ 6 cái bi thôi. Và đầu này là Camro nhập về cho anh chị 200 cái đầu. Thích thì tặng luôn chứ không phải là sợ hỏng đâu. Đấy, con này thì
rửa xe pin của Deton, giá của hãng 1.150.000, thanh lý cho anh chị là 900.000. Tại vì con này nó là hàng em test mà. Anh chị nào mà xem kênh điện máy Tây Hồ biết rồi đúng không? Gõ video so sánh rửa xe Deton và rửa xe Hukan là biết rồi đúng không? Em mua về em test luôn cho anh chị. Đấy, mua 1.150.000 nhá, giờ bán 900 cho mọi người. Đấy, nhưng mà bởi vì em dùng trong hai video rồi. Đấy, con này thì bê tông pin của bê tông điện của Yamasu. Con này mã của nó là 26B, hàng bị bom. Đấy, giá của nó là 950.000, thanh lý cho anh chị là 800. Đấy, có hình ảnh trên đấy. Đấy, mọi người quan tâm mã nào thì cứ liên hệ theo số hotline trên màn hình nhá. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.